Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị về một cái hồ sen, một cái hoa viên 102 ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cái hồ sen này thì nó khá là rộng và đẹp, ở một cái quận cũng thuộc nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thì khách người ta đến đây khá là đông để vừa tham quan du lịch, nghỉ ngơi và thưởng thức ẩm thực. Thì chúng tôi sẽ lần lượt quay tổng thể, sau đó sẽ quay chi tiết một số cái cấu kiện liên quan đến cái hồ sen để phục vụ quý vị. Ví dụ như cái đây là cái cầu bê tông người ta bắt ra giữa cái hồ sen để cho khách người ta đến người ta quay phim, chụp hình và thưởng thức cái phong cảnh. Còn đây là cái lối bê tông nó đi vòng quanh cái hồ sen. Rồi chúng tôi cũng sẽ quay các cái nhà chòi để phục vụ cho thực khách, và các cái chi tiết cụ thể khác như là đèn trang trí, cây xanh trang trí bên các cái cây cầu bê tông bắc ra giữa hồ sen. Thì đây là một cái nhánh cầu bê tông, nó có khá là nhiều nhánh như vậy. Quý vị thấy xung quanh thì nó có khá là nhiều cái chòi được lợp ngói hoặc là lợp lá. Gần cuối video thì chúng tôi sẽ quay chậm, quay gần tất cả các cái chi tiết quan trọng để quý vị có thể tham khảo một cách cụ thể hơn. Đây là cái không gian ở hồ sen. Chúng tôi đang phóng lớn những cái nhánh cầu người ta bắt từ bờ ra giữa cái hồ sen á. Cầu này thì quý vị thấy nó cũng rất là đơn giản thôi. Mặt cầu thì bằng bê tông, cái chất liệu nó cũng khá là gần gũi với thiên nhiên. Cái lan can cầu thì làm bằng sắt, khá là chắc chắn, an toàn để khách có thể yên tâm đi lại trên đó, thậm chí là tựa vào đó để mà đứng tạo dáng, làm kiểu để mà chụp hình làm kỷ niệm. Đây là cái lối đi người ta cũng đổ bằng bê tông, người ta trồng cỏ một bên và bên còn lại đó là các cái chòi để phục vụ cho khách đến thưởng thức ẩm thực. Chúng tôi đang đi dọc theo cái bờ của cái hồ sen và quay một số cái không gian khá là đẹp, thú vị ở bên trong hồ sen để phục vụ quý vị. Đây là một cái chòi lợp bằng lá, nó nhô ra cái ao sen á, tức là thực khách ngồi trên chòi cảm giác như mình đang ngồi trên cái ao sen. Ao sen khá là rộng cho nên nó tạo một cái không khí khá là trong lành, mát mẻ, kể cả vào giữa trưa. Chúng tôi đang làm video này là vào giữa trưa của một cái ngày chủ nhật trong tuần, nhưng mà mặc dù là trời nắng nhưng không khí xung quanh khá là mát mẻ. Đây là một số cái chòi được lợp ngói, thì người ta dùng cái chất liệu là ngói hoặc là lá để lợp, thì để tạo cho du khách cái cảm giác nó chân quê và nó tạo cái không khí mát mẻ cho khách ngồi bên dưới chòi. Và người ta cũng dùng cả hai cái chất liệu là ngói và lá để cho cái không gian nó cũng được phong phú hơn, thay vì chúng ta chỉ dùng ngói không hoặc là lá không, vì ở đây có khá là nhiều chòi. Ở đây nó có những cái cây xoài người ta trồng bên bờ hồ, nó nghiêng cái tán qua hồ và nó ra hoa ra trái cũng khá là thú vị. Thì khách đến đây, cái đây là người ta cái ao sen này chủ yếu là phục vụ cho nhà hàng, khách đến đây không có phải trả phí vào bên trong, chủ yếu là thanh toán cái chi phí ăn uống. Thì khách ngồi ăn ở dưới cái chòi như thế này thì có thể là thư giãn, có thể là ngắm sen và hóng mát. Chúng ta có thể ngồi ở đây cả ngày mà không thấy chán, không thấy khó chịu, không thấy bực bội, bởi vì cái không khí nó thoáng đãng, mát mẻ và rất là phong phú. Dọc cái con đường này thì quý vị thấy nó có khá là nhiều cái trụ đèn đó,
thì vào ban đêm á, chúng tôi đang làm video buổi trưa, nhưng nếu vào ban đêm ở đây thì cái ánh đèn từ các cái trụ đèn như thế này nó sẽ tạo cho không gian nó lãng mạn hơn, ấm cúng hơn. Cho nên là chúng ta có thể thưởng thức các cái không khí, các cái quang cảnh và cảm giác khác nhau khi mà đến với cái ao sen ở cái hoa viên 102 ở quận 9 như thế này. Các cái chất liệu trang trí cái chòi thì người ta cũng được cấu tạo từ các cái thanh cây, các cái tấm ván cùng với ngói và lá, nó tạo cái cảm giác nó gần gũi với miền quê, đặc biệt là giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh với mật độ dân cư khá đông, mật độ xây dựng khá là dày đặc, không khí thì cũng có phần ô nhiễm, thì những cái không gian quý giá như thế này thì rất cần thiết. Đây là một cái khu vệ sinh để cho thực khách ở đây, ở trong cái hoa viên này thì có khá là nhiều khu vệ sinh kiên cố, sang trọng, sạch sẽ, nhưng mà thỉnh thoảng người ta cũng đặt những cái chòi, những cái nhà vệ sinh di động để khách đi không có quá xa. Đây là cái quang cảnh mà chúng tôi quay khi mà di chuyển bên trên những cái nhánh cầu đi xuyên cái làm cái hồ sen. Thì quý vị cũng có thể đi trên những cái cầu như thế này để mà ngắm cảnh, để quay phim, để chụp hình lưu niệm. Để tăng cái sự phong phú thì hai bên thành cầu thỉnh thoảng người ta đặt những cái chậu cây xanh, những cái chậu hoa. Có khá là nhiều cái nhánh cầu như vậy đi ra các cái hướng khác nhau để chúng ta có những cái view ngắm cảnh, cái view chụp hình và quay phim nó phong phú và thú vị. Thì cái đoạn video còn lại thì chủ yếu là chúng tôi sẽ quay chi tiết và quay chậm các cái cấu kiện chính mà chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị, như là cầu bê tông, như là nhà chòi và các cái lối đi, cũng như là cây xanh, đèn trang trí, để quý vị có cái nhìn nó cận cảnh hơn, nó chi tiết hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến video cũng như là quan tâm đến kênh. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh, share, like, comment vào video để động viên chúng tôi làm tiếp những video khác để phục vụ quý vị. Trong cái quá trình tham khảo thì quý vị nên chú tâm đến những cái hình ảnh mà chúng tôi ghi được từ thực tế, còn cái lời thuyết minh của chúng tôi thì chẳng qua là phụ cho quý vị, để quý vị có cái nhìn nó sâu sắc hơn, nó rõ ràng hơn, vì chúng tôi đang làm việc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, cho nên là có những cái chi tiết khác